đi qua và anh nói tô let's get đi. Đông khán giả luôn cả nhà, đông lắm. Là gì? Trời ơi, bây giờ buổi này mà không biết tiếng Anh, tô let's là cầu, kiss là hôn, tô let's get là cầu hôn. Không phải rồi. Trời ơi, tiếng Anh mày ghê quá à. Trời ơi, tiếng Anh mày ghê lắm luôn á. Thôi. Mày nè, mày qua mày nói đi, nghe lời tao. Còn không là suga, suga là ai go go và suga là you go go. Ủa là gì anh? Suga là được. Khán giả mến mộ chị Ni quá trời luôn. Suga ai go go có nghĩa là đừng tôi đi, đừng bạn bạn đi. Trời ơi, tiếng Anh kỹ à. Thôi, mày đừng có nghe ổng. Mày qua nè, nói anh yêu em. Anh okay. Yêu em. Anh trời ơi mày gãi dữ vậy. Anh ơi, ơi, ấy anh nói giùm em luôn. Lần đầu tiên anh Hải đi coi hồi. Tao nói cho nha. Tao nói lẹ lắm luôn á. Đây. Anh Hải này chị Ni nè. Xong là rất là nhiều fan của Hồng Loan đang chờ coi. Nhìn có cái này là cái đây gì? Đây là sân khấu trống đồng á, Hồng Loan sắp ra diễn rồi mọi người. Cà gá. Trời ơi, 60 năm rồi mấy cái câu cà gá đó. Mày mấy tuổi là mày? Mày mấy tuổi là mấy năm? Anh cứ như vậy đấy. Hoài luôn đó nha. Để em dạy thằng nhỏ. Nè, đem động phòng nha ma. Nha bụng. Là em không bao giờ được bịch cái miệng thằng này lại. Để cho nó la lớn lên cả làng nha. La gì vậy? Nó là ồ, cái gì đấy? Ủa anh cũng coi bên đó hả? Nè. Cần nào cũng coi. Cầm qua cầu hôn đi. Nghe qua quay. Qua Hồng Loan. Thiệt đó. Mới qua. Trời ơi, nó cầu hôn mà nó hèn dễ sợ. Dạ. Phụng ơi, từ bấy lâu nay kịch dài là nguyên một cái vở mà dài một tiếng mấy luôn đúng không chị? Đúng rồi, giống như hồi Tết á, giống như hồi Tết làm bên trung tâm văn hóa cũng vậy đó. Okay. Rồi sắp tới là có Hồng Loan diễn không? Nếu mà trong vở kịch dài á. Ừ. Ôi, Hồng Loan diễn dở quá chứ không diễn nữa. Là không ai đi coi luôn á, là không ai đi coi luôn. Thấy là bên trong nói là cái không Hồng Loan không đi coi đúng không? Nói chứ là nếu mà vai phù hợp á, thì tất cả mấy anh chị em sẽ làm chung hết. Tại vì á, cái gì cũng vậy. Khi mà mình làm cái điều gì đó thì cái đầu tiên mà mình sẽ nghĩ đến á là những người bên cạnh mình, những người mình yêu thương lúc nào cũng ưu tiên hàng đầu. Khi mà những người đó bận mình có công việc gì đó hay là một cái lý do gì đó không được thì mới đến cái option thứ hai. Ok. Đó, lúc nào cũng vậy. Giống như khi mà mình có chuyện gì hay là mình muốn một cái gì đó thì cũng phải là gia đình, nghĩ tới ba mẹ gia đình đầu tiên. Ok. Thì chăm như chăm anh làm và có đứa có làm hồ sơ cũng vậy. Nghĩ tới những người yêu thương trước. Đó. À, mình có hé, có thể hé, có thể hé lộ là cái chủ đề nó na ná như thế nào không? Lúc nay thì cũng nghe chồng anh nói qua hỏi hay là cố trang vậy? Kịch phải tùy kịch bản nữa, phải tùy kịch bản. Ví dụ như cái kịch bản nó đọc mình thấy hay mà nó về cổ trang hồi xưa thì mình vẫn làm. Một cái kịch giống như hồi Tết thì chăm diễn toàn kịch xã hội không? Nhưng mà nó vẫn hay. Có kịch ma đó đúng không chị? Đúng rồi. Đó nó có ma mị. Thiếu nhi nữa, có thiếu nhi giống nữa. Nội dung hay thì tụi chăm vẫn làm. Đó thì mong quý bà con cô bác nếu mà ngày nào tụi chăm làm với tụi chăm công bố lên thì quý bà con cô bác quý vị khán giả thương ủng hộ cho tụi chăm. Đó. Có nghe chị Trâm Anh nói là sẽ cho các anh em YouTube ké để kiếm tí view, giật tít câu view đó nha. Mấy ông á, không có cần phải ké, mấy ông cứ tới thẳng khái, thẳng thắn chia sẻ livestream cho chia sẻ cho tụi tôi đến mọi người. Để bán vé được rồi, cảm ơn, đúng không? Nhưng mà mấy ông nữa giật tít câu view lao nha. Mấy nay bữa bả bị đó, tôi tìm cái thằng mà bản tin hôm nay á. Đánh gậy nó mà tìm hoài đánh nó không được. Ai đứa nào? Đúng rồi, bản tin hôm nay nó ở bên Mỹ á, nó ở đâu ở đây mà tìm nó. Nó ra nước ngoài á. Nó giật tích tầm 7, tầm 3
đúng rồi. Vậy mình lên mình giật gậy cho nó. Giật quá trời, bữa giờ tôi đánh giật tụt chuột rồi mà nó không xuống. Giật tụt gậy nó đi đâu, giật đứt gậy rồi. Không, nói chung làm thì cái gì cũng phải nói đúng sự thật. Nhưng mà nói về phía bên kia, mà phía mà bên đối lập mà hại Hồng Loan á, thì tụi em không bao giờ mà đương tài được. Tại cái đó là tại tụi em phải làm như thế mới bảo vệ Hồng Loan được. Còn mà những cái người mà đã ủng hộ Hồng Loan thì tụi em không bao giờ mà nên dính vô. Nói chung là với các anh chị em thì nêu rõ quan điểm là luôn ủng hộ cho tất cả những người mà đã ở bên cạnh Hồng Loan, dù là biết lâu hay là mới biết. Quan điểm rất là đơn giản thôi, chỉ cần có tình cảm. Khi nào mà Bích Trâm cũng như là Trâm Anh mà làm thì hy vọng là lúc đó mình sẽ, những anh chị em YouTube sẽ được tiếp cận với cái dự án của mọi người. Có hai người đó, tên Trâm luôn ha, Bích Trâm với Trâm Anh luôn ha. Trâm Anh này thật ra hồi xưa tới giờ là mấy chị em đã đi diễn chung từ những đầu năm 2000 tới giờ rồi. Rất nhưng là lâu. Mười mấy năm, 20 năm thì em với nhau rồi. Diễn kịch Sài Gòn, diễn hài được rất nhiều với nhau. Thì khoảng một thời gian không gặp, bây giờ tại vì sân khấu giờ không còn nhiều. Bây giờ gặp lại thì chị em đứa nào cũng làm bầu hết. Đó, mà con nãy làm bầu mới lời quá. May lời quá, làm đâu lời đó. Hồi Tết chị làm kịch xong chị lỗ 6 tỷ 7 luôn. Thôi chạy từ từ với từ từ, từ từ. Như vậy là cũng, như vậy là cũng rất vui rồi, bởi vì thực ra thì qua cái câu chuyện của Hồng Loan, cái drama này thì mới biết đến những cô gái xinh đẹp, vợ của những ông cũng xinh đẹp, đẹp trai luôn đó, mà rất giỏi trong những cái việc là diễn xuất hay là công việc. Chúc cho hai chị em luôn thành đạt. Hy vọng là khán giả sẽ hóng cái dự án của Bích Trâm, Linh Tí cũng như là Hồng Loan cũng như là chị Trâm Anh với chị Bích Trâm nha cả nhà. Thì tới lúc đó là tụi em tới, tụi em kỳ quêu đó nha. Để cho khán giả ủng hộ tiếp tục nha. Nhân ơi, ngày mai báo với anh em là đi bệnh viện quận Tân Bình nha. Mai chị cũng phát 100% ở bệnh viện quận Tân Bình. Mấy quận Tân Bình. Mình sẽ nói chị giờ chị bây giờ chị làm nhiêu tiền, chị đi phát nhiêu tiền, chị cho đồ hết. Đúng rồi, làm nhiêu tiền. Rồi rồi sao chị nuôi con, chị nuôi con chị quá trời luôn, thấy con vàng, con trắng, con đen chị. Phải chục con lông không, con lông lá không. Đi tới đâu thấy nuôi hết. Bởi vậy nè, riết nè người tôi nè. Không có ăn được gì đâu. Ê, nhưng mà tiết lộ xem là bây giờ sau một cái quãng thời gian nuôi con nhiều vậy thì bao nhiêu ký rồi? Giờ được bao nhiêu ký? Nay tôi còn 42 ký. Dạ. Mình nhòn khỏi giảm cả. Tôi còn 42 ký. Mà như chị vậy đó, mẹ ẩm ớ mà. Suốt ngày đi cho chỗ này thấy chó, chỗ kia thấy mèo, cái đưa đi chạy cái chỗ đưa đi. Rồi ok, thôi thank you. Thank you. Sáng mai, trưa mai 11 giờ mình chào mọi người. Ok, cảm ơn chị Bích Trâm, chào mọi người nha.